Hôm nay con đi học có vui không? Dạ vui. À mẹ ơi, cô nói chưa mai tụi con sẽ ăn chung đó mẹ. Cô nói như vậy sẽ ăn được nhiều hơn. Vậy hả? Cô còn dặn gì nữa không? Cô nói phải ăn nhiều rau để tốt sức khỏe. À, chắc là tại có bạn nào làm biếng ăn rau đây mà. Mẹ ơi, con muốn cô và các bạn biết con thích ăn rau đâu. Quê lắm đó. Mẹ làm món rau gì để con được nhiều nhiều đi mẹ. Món mà có Aji Mayo là con thích đúng không? Vậy mẹ sẽ làm món salad Mỹ chua ngọt, đảm bảo con và các bạn sẽ thích mê luôn. Ngày hôm nay chúng ta có cả bàn nguyên liệu cho món salad Mỹ Ý chua ngọt. Đúng rồi, để thực hiện món ăn này thì chúng ta cần chuẩn bị 50g Mỹ Ý số 1, 100g thịt má đùi gà, 50g bắp cải bào mỏng, 50g đậu hòa lan, một ít tương xí muội, hạt điều, giả nhuyễn, ngò rí băm, ớt, paprika, một ít gừng băm, các loại gia vị thông thường, giấm gạo lên men Ajinomoto và sốt mayonnaise Aji Mayo. Giai đoạn đầu tiên là cô sẽ sắc phần thịt gà này ra. Để mà làm món ăn này ngon nhất á, thì quý vị khán giả sẽ mua cái thịt má đùi gà. Cái phần má đùi gà tức là cái phần phía trên của cái đùi đó. Đây là phần thịt rất là ngon vì nó mềm. Chúng ta sắc miếng mỏng như thế này. Mình sẽ sắc ra từng miếng mỏng cho vừa ăn, và để khi chúng ta nêm nếm gia vị thì nó cũng sẽ thấm hơn. Đúng rồi. Gia vị để ướp với thịt gà thì đầu tiên cô sẽ ướp vào một ít tiêu nha, khoảng 1/3 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, khoảng 1/4 muỗng cà phê ớt bột paprika, thêm một muỗng cà phê gừng băm. Sau đó chúng ta trộn đều lên. Đến cái phần ớt paprika này thì cô sẽ giải thích cho Thanh Phương rõ. Đây là loại ớt bột mà của các món ăn Âu thực hiện rất là phổ biến. Có một điểm đặc biệt là nó có cái màu sắc đẹp nhưng mà lại không có cái vị cay, và đây là một cái loại ớt bột mà các bạn cũng có thể tìm mua rất là dễ dàng ở chợ hoặc là đặc biệt ở các siêu thị thì cũng đều có bán. À, như vậy là các bé lại sẽ có thêm một loại gia vị mới cho món ăn của mình thêm phần hấp dẫn hơn, và đặc biệt là các bậc phụ huynh sẽ không hề lo lắng khi mà ớt này không cay một chút xíu nào, mà bên cạnh đó còn gia tăng hương vị cho món ăn và làm cho món ăn có màu thêm hấp dẫn nữa. Mì Ý này chúng ta sử dụng khoảng 50g mì Ý thôi, và quý vị khán giả mua loại mì Ý số 1. Mì Ý số 1 nó sẽ có cọng mì nhỏ. Thời gian luộc của mì Ý thì nó sẽ khác nhau tùy theo cái sợi mì lớn hay nhỏ. Đậu hòa lan á, thì chúng ta sẽ cắt đôi ra. Còn cái phần bắp cải này nữa, Thanh Phương và quý vị khán giả cũng lưu ý là bắp cải tím á, chúng ta mua về chúng ta trộn hai loại, vừa bắp cải tím vừa bắp cải trắng thì nó sẽ có màu sắc đẹp hơn. Vì nếu mà mình dùng bắp cải tím không á, thì màu sẽ quá sậm nè, còn bắp cải trắng thì màu không đẹp. Và theo các nghiên cứu khoa học á, thì bắp cải tím nó lại có những cái chất chống oxy hóa rất là tốt cho cơ thể và có thể ngăn ngừa bệnh ung thư nữa đó. Nhưng mà cô Thảo ơi, sao Thanh Phương thấy là bắp cải mình bào mỏng quá vậy cô? Như vậy có mất đi độ giòn của bắp cải không ạ? Trong món ăn này thì chúng ta phải bào bắp cải thật là mỏng để cho mục đích là những cái phần sốt khi chúng ta trộn vào nó sẽ nhanh thấm gia vị vào bắp cải và không sợ bắp cải này mất độ giòn đâu. À, thì ra đây là một bí quyết để cho chúng ta có thể trộn salad ngon từ bắp cải, đó là chúng ta sẽ bào bắp cải thật là mỏng để cho bắp cải thấm hơn với lại các loại gia vị và nước sốt. Cô đã chuẩn bị một cái chảo. Bây giờ chảo đã nóng rồi, cho một ít dầu ăn vào. Khi mà dầu nóng rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ ngay phần gừng vào, chúng ta phi cho phần gừng này thơm. Kế đó cô sẽ trút hết phần thịt gà vào. Khi mà chúng ta xào gà này chúng ta cho một ít gừng chúng ta phi thơm sẽ rất là ngon. Bây giờ cô sẽ cho thêm cái phần đậu hòa lan vào, thêm khoảng 2 muỗng canh nước vào nữa. Cho thêm một ít nước vào để cho thấm đều gia vị. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là chúng ta phải xào cho cái phần thịt gà chín rất là kỹ. Khác với là thịt bò thì thịt bò chúng ta có thể xào sơ sơ thôi để điều chín tái thôi. Nhưng mà đối với thịt gà thì chúng ta phải xào chín kỹ. Bây giờ thì chúng ta tắt bếp. Để trộn sốt thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị 2 muỗng canh tương xí muội, 2 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo nữa. Sử dụng thêm một muỗng cà phê, giấm gạo lên men, cuối cùng là ngò rí vào. Khuấy đều cho cô. Dạ. Tiếp tục cho phần mì Ý vào, chúng ta trộn đều với lại cái phần nguyên liệu. Rồi, Thanh Phương giúp cho cô cho phần sốt vào. Rồi, cảm ơn Thanh Phương, em trộn đều giúp lên cho cô. Dạ. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là khi chúng ta trộn sốt vào với các nguyên liệu á, chúng ta phải trộn vào khi mà các nguyên liệu còn nóng, tức là có nghĩa là chảo chúng ta vừa mới xào phần thịt gà với lại đậu hòa lan và gia vị vào, chúng ta trộn ngay vào khi còn nóng, như vậy thì cái phần sốt mới thấm vào các nguyên liệu và món ăn của chúng ta mới ngon. Chúng ta lần lượt cho mì Ý vào nè. Cô sẽ rắc một ít cái hạt điều rang giả nhuyễn hồi nãy chúng ta đã chuẩn bị nè. Một ít cái ớt bột paprika này vào nữa nè.
thêm một cọng ngò rí nữa, như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất. Wow, món ăn nhìn hấp dẫn quá cô Thảo ơi, Thanh Phương nãy giờ nhìn hổng chớp mắt luôn này cô. Cô biết rồi, cho nên sau khi cô trang trí ra dĩa là có ngay một chén cho Thanh Phương thưởng thức. Dạ, cảm ơn cô. Thịt gà rất là mềm, thơm và thấm gia vị, và đặc biệt là nước sốt chua chua ngọt ngọt có vị béo của sốt mayonnaise aji mayo, và thêm vào đó là mùi thơm của hạt điều nè. Tất cả đã quyện cùng với lại bắp cải và thêm vào đó là đậu Hà Lan, làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Và đây thật sự là một món ăn ngon để quý vị khán giả có thể thực hiện vào những dịp cuối tuần hoặc là những khi đi picnic dã ngoại ngoài trời. Và đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng xin được khép lại. Chương trình luôn hy vọng rằng sẽ là một cầu nối để thông qua đó quý vị khán giả có thể thực hiện được nhiều món ăn ngon để chiêu đãi bạn bè và người thân của mình. Và mọi thứ từ thắc mắc ý kiến liên quan đến vấn đề bếp núc, quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số điện thoại 083-823-7557, hoặc quý vị có thể lên website mongonmoingay.com để học được rất nhiều những bí quyết nấu ăn ngon tại đây, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Thanh Phương và cô Dự Thảo thân ái chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.